như qua khúc này là tới rồi đó. Mà từ nhà mình ở đây lâu tới anh đi mấy ngày mấy đêm á, mình vô cái đoạn xe rồi đó. Cô gái miền Tây bữa nay đi thăm tiệm phở của bác Danny với bác Hành hả? No, no, no. Đi lẹ lên nha. Gái miền Tây đi lại lên con. Hôm nay gia đình mình sẽ đi tiệm phở Lý Vietnamese Cuisine ở đường Lâm Bà nha. Tiệm ở Sang Phan. Mời các bạn theo bước chân gia đình mình nha. Rồi, chúng ta tới nhà hàng rồi nè. Mình vô đi. Cái gì con? Thấy nhà đông trên này. Thấy nhà đông dữ không? Con ăn gì? À. Thấy chạy thêm một vòng kiếm chỗ nào thêm nó tiếp không? Dạ. Anh đầu cái miếng là tốt cái gì nè. Rồi ba bấm rồi. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn. Bữa nay thường đi đâu? Nay hả? Thường đi chơi. Đi chơi ở đâu? Dạ, không gặp gì coi. Đúng rồi. Dạ. Dạ. Mẹ hà. Có uống nước không? Có cái này đi. Giấm trà, giấm trà. Giờ này có coi đá banh không? Không, không có coi đá banh. Lâu lắm mà từ lúc Việt Nam qua tới giờ đâu có coi đá banh đâu. Ít, em không có coi đá banh. Thì mình làm cũng ở coi vậy thôi chứ mình ở chúng ta coi vậy. Tại đâu bắt đầu thì mùa này đâu có trồng cây đâu, ở nhà cứ dọn dẹp vườn nè. Mới vừa. Đây là menu nè các bạn. Cũng có rất là nhiều món Việt Nam mình. Có phở, gỏi cuốn, chả giò và những món tráng miệng. Cũng rất là ngon nha các bạn. Có mì xào tỏi với lợn gà ngũ vị hương. Có rất là nhiều món các bạn. Ở trên màn hình đó. Ngũ vị hương không thường? Có bia luôn nè. Green tea, passion fruit. Cho giá trục cũng được thành nha. Giá trục mà đúng đúng thầy của Phượng rồi. Cháu ngồi đây con.
ba tuổi rồi, mấy tuổi? Ba tuổi. Đứa nào? À, thằng đó lúc tháng 10 là 3 tuổi á. Cuối tháng 10, 30 tháng 10. Cái hộp xe cái có gì không? Cái gì chị đã mang 10 tháng 10. Tháng 10. Mà đó, cái gì sáng rồi mà. Này tháng 10, tháng 10. Dạ. Lớn hơn 3 tháng. Ăn ngon không? Nó mặn. Nó chắc nó đói hả? Đói. Nó đói nó cũng la nữa. Bỏ giá cho mình nó ấy. Giá chính rồi cho mình. Thôi, để cho mình ghé bỏ tương. Đúng ăn mì tỏi không? Dạ, ăn mì tỏi. Ăn không? Không. Ăn gà. Mua phần về nhà ha. Rồi thú đàng hoàng con làm gì vậy? Ồ, nó quỳ nó quỳ nó ăn. Rồi kệ. Nếu thôi nó ngồi nó ăn được rồi. Rồi ăn bột viên nó nói bài nha. Sao con muốn sao? Đừng có là ngã. Một ngàn với 4.000 giờ. Nhưng mà trong nhà không? Hay là nếu mà thì nó cũng giống như kia học sinh giỏi, sinh dở vậy đó. Hơn 1 năm cũng được mà trong 1 năm thì tốt hơn. Giống như mình đi học vậy đó, học sinh giỏi dở vậy đó. Bảo không? Không làm chơi. Đa số quê làm vườn nhiều.
em đã là người Mỹ rồi. Sáng mình đi cái này, chỗ này thấy sương mù không ha. Bây giờ trời âm u sắp sửa chuẩn mưa tới. Những ngày mưa bão đã tới nữa. Mình xin tạm dừng video ở đây. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thích video của mình, xin cho mình một like, một lời bình luận và nhấn chuông để theo dõi những video tới của mình nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.